Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người khỏe không? Hello. Mọi người có khỏe không? Chị đã trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì lại là một cái khung cảnh không quen thuộc cho lắm. Nhưng mà hôm nay chị sẽ quay ở đây. Đây là một cái phần thưởng nhỏ nhỏ dành cho bản thân Chi qua suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một chủ đề mà Chi đã muốn làm cũng khá là lâu rồi, từ từ những cái lúc mà Chi bắt đầu tập trung vào cái việc giải quyết sứ mệnh linh hồn dành cho các bạn, thì Chi có nhận thấy rằng là cái đứa trẻ bên trong là cái phần tổn thương rất là quan trọng. Dẫn đến một số những cái bài học, những cái thử thách và liên quan trực tiếp đến cái sứ mệnh linh hồn mà khi mà Chi tìm cho các bạn. Thì ngày hôm nay Chi muốn làm cái chủ đề để tìm xem là đứa trẻ bên trong của bạn ở thời điểm này nó muốn truyền tải cái thông điệp gì, ở thời điểm này nó muốn nói điều gì với các bạn. Để chúng ta giải quyết cái vấn đề, những cái sự thử thách của mình, những cái bài học mình cần phải trải qua, thì mình học được cái bài học gì và cái đứa trẻ bên trong nó đang cảm thấy như thế nào, cũng như cái việc là làm thế nào để chúng ta chữa lành được đứa trẻ bên trong. Khi mà chúng ta chữa lành được đứa trẻ bên trong thì chúng ta sẽ hợp nhất với cái sứ mệnh của mình và chúng ta sẽ thực hiện cái sứ mệnh, cái chặng đường của chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn, một cách ý nghĩa hơn. Ok, ngày hôm nay thì Chi có ba tụ bài. Ok, chị sẽ cho các bạn chọn tụ bài. Chúng ta có 1, 2, 3. Fluorite. Thạch anh hồng. Red Jasper. Các bạn hãy dừng video lại để chọn tụ bài nhé, nếu như cần. Ok, nếu như cần thì chúng ta cứ dừng video lại để chúng ta chọn tụ bài ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi với đến tụ 1, đi tới đến tụ 1, tụ fluorite. Hello, các bạn chọn tụ 1. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ 1. Ok, lời nhắn từ đứa trẻ để bên trong tới chúng ta dành cho các bạn tụ 1. Cuộc sống của các bạn tụ một đã trở lại bình thường chưa sau mùa dịch? Rất là nhiều bạn gửi thư về cho Chi để chia sẻ về cái hành trình thức tỉnh của mình qua cái mùa dịch vừa rồi. Thì cái điều này cũng là một cái điều rất là dễ hiểu thôi, bởi vì cái mùa dịch vừa rồi á, như chị đã nói rất nhiều ở trên Instagram của mình cũng như là ở trên cộng đồng, tab cộng đồng, thì cái việc mà cái sự xuất hiện của một cái sự thanh lọc rất là lớn này ở trong vũ trụ nó là một cái sự cần thiết. Bởi vì thế mà rất nhiều bạn có cái cơ hội để mà trở lại với bản thân mình nhiều hơn, mặc dù cái quá trình đó là một cái quá trình rất là khó khăn, bởi vì Chi nói với mọi người rằng là dường như chúng ta quá quen với cái công việc, với cái hoạt động hàng ngày, rằng là chúng ta tiếp xúc với nhiều người khác, cho nên là khi mà trở về với bản thân mình thì nó là một cái công việc khá là khó khăn và khá là kỳ cục á. Rất là nhiều, Chi biết là rất là nhiều bạn cảm thấy là ở trong nhà và tiếp xúc với bản thân mình là một cái điều gì đó rất là khó khăn và rất là bí bách á. Thậm chí là quá khứ được lôi dậy rất là nhiều, nhưng mà nó là cái quá trình cần thiết để cho chúng ta trải qua cái quá trình thức tỉnh này. Ok,
một. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho tụi một. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho tụi một. Tất cả các bạn chọn tụi một. Lá fluoride. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn tụi một. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn tụi một. Các bạn có 6 xu. Đứa trẻ bên trong, lời nhắn từ đứa trẻ bên trong mình cho các bạn tụi một. Các bạn có 9 gậy. 3 ly. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong mình cho các bạn tụi một. 7 ly. 10 ly. Kiếm. Ok. 8 kiếm ở cuối bộ bài. Chị sẽ bốc thêm một vài lá nữa. Ok, chị biết điều gì xảy ra ở đây rồi. Nhưng mà chị sẽ bốc thêm một vài lá nữa. Ok. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong này cho các bạn cũng là. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong này cho các bạn cũng là. Hai gậy. Knight of Wands. Kỵ sĩ gậy. Four of Pentacles. Bốn xu. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn. Ace of Cup. Three of Cup một lần nữa. Các bạn có lá hai lá. Three of Cup. Ok. Vì hôm nay là cái chủ đề mà tám kiếm một lần nữa. 10 xu. Ok, vì hôm nay là cái chủ đề mà đứa trẻ bên trong là một cái chủ đề khá là cụ thể, cho nên là chị muốn các bạn nhận những cái thông điệp của mình một cách có liên quan tới bản thân mình thôi. Còn nếu như cái tụ bài này không liên quan tới bạn thì chúng ta hãy chuyển sang cái tụ bài khác, chọn lại một cái tụ bài khác, hoặc là chuyển sang một cái kênh khác, một cái clip khác ha. Bởi vì cái câu chuyện mà chị nhìn thấy ở đây là một cái câu chuyện rất là cụ thể ấy. Có vẻ như là cái cuộc sống của bạn từ cái khoảng thời điểm mà các bạn bước sang cái ngưỡng cửa từ 6 tới 8 tuổi á, từ 10 tuổi đổ lại, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian từ 10 tuổi đổ lại thì cái cuộc sống của các bạn chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi những người phụ nữ. Nghe thấy nhạc không mọi người? Chết rồi. Ok, cái chi mong là mọi người vẫn nghe thấy được và mong là cái clip này nó sẽ không bị vấn đề gì. Bởi vì không biết là họ mở nhạc ở trong YouTube hay là sao. Ok, cái khoảng thời gian
từ 10 tuổi đổ lại, nó là cái khoảng thời gian mà các bạn chịu ảnh hưởng bởi những người phụ nữ rất là nhiều. Và cái việc này nó đến từ cái việc mà cái người đàn ông ở trong gia đình á, họ rời đi, hoặc là họ bỏ đi, hoặc là họ mất, hoặc là có vấn đề đấy gì đó xảy ra, hoặc là các bạn được nuôi dưỡng bởi hai bà mẹ. Có một cái khoảng thời điểm nào đó, một cái cột mốc nào đó ở cái khoảng từ 6 đến 10 tuổi, nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là mình là cái người cần phải có trách nhiệm với những cái người phụ nữ đó. Có nghĩa là bởi vì bạn nhìn thấy rằng cái người đàn ông đó bỏ đi, bạn nhìn thấy rằng là cái việc mà cái người trụ cột ở trong nhà rời bỏ đi như vậy. Bởi vì thế bạn trong suốt những cái khoảng thời gian mà bạn trưởng thành thì bạn đặt cái gánh nặng lên vai mình, và bạn là cái người mà bạn nghĩ rằng là mình là cái người cần phải chăm sóc cho những người phụ nữ này, cần phải có trách nhiệm cho những cái người phụ nữ này. Bạn dè chừng rất là nhiều, chỉ thấy rằng là mỗi một lần mà có một cái cơ hội nào đó đến với các bạn, hoặc là một cái người nào đó đến với các bạn, trong tất cả những cái mối quan hệ tình cảm của các bạn, khi mà một người nào đó đến với các bạn thì các bạn sẽ bị một cái cảm giác là mình sẽ bị người ta rời bỏ đi một lần nữa. Bản thân các bạn ở cái khoảng thời gian đó là một cái người mà các bạn rất tôn trọng cái hình tượng cái người đàn ông đó, nhưng mà bởi vì họ đã rời đi cho nên bạn cảm thấy là mình không thể nào tin tưởng vào một cái hình tượng vững chắc. Kể cả trong cái việc mà các bạn bước tới những cái mối quan hệ mới cũng thế, nó khiến cho các bạn tự giam mình ở trong cái đứa trẻ bên trong mà từ hồi 6 đến 10 tuổi đó. Các bạn lớn lên nhưng mà cái đứa trẻ bên trong đó nó không được giải thoát khỏi tổn thương đó, cho nên là ở cái thời điểm mà các bạn trưởng thành, khi mà các bạn đến với tất cả những cái mối quan hệ thì các bạn luôn luôn cảm thấy mình cần phải dè chừng xem là cái người đàn ông này liệu họ có, chi không nói là về mặt giới tính là các bạn chỉ yêu đàn ông, nhưng mà ở đây chi cảm nhận được rằng là chi cảm nhận là cái tụ bài này nó đến nhiều từ cái năng lượng nữ tính hơn, cho nên là các bạn sẽ đến với một cái mối quan hệ, đến với một cái người mà có nhiều năng lượng nam tính hơn. Thì cái người mà có cái năng lượng nam tính này á, masculine energy này á, bạn luôn sợ hãi, luôn trong cái tình trạng rằng là sợ rằng là mình sẽ bị rời bỏ đi một lần nữa, sợ rằng là người ta sẽ rời bỏ đi một lần nữa, sợ rằng là tất cả mọi thứ nó sẽ lại là một cái niềm thất vọng một lần nữa. Nhưng mà chị thấy rằng là trong cái khoảng thời gian vừa qua có vẻ như là có một cái người nào đó đã đến với các bạn, một cái người mà họ làm cho các bạn cảm thấy rằng là cái cuộc sống này nó bắt đầu lấy lại cái công bằng dành cho cái cuộc sống của các bạn. Và cái việc cái người này đến á, đương nhiên thì chi vẫn thấy rằng là các bạn chưa bước vào một cái mối quan hệ cụ thể, một cái quan hệ chính thức, hoặc là các bạn bước vào rồi nhưng mà bạn vẫn chưa thể nào để cho bản thân mình thoải mái và cảm nhận cái mối quan hệ này. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái vết thương từ cái đứa trẻ bên trong đó. Thì cái đứa trẻ bên trong này nó đang muốn nói điều gì? Hãy đập vỡ cái tấm gương đó. Cái việc mà các bạn tự giam cái đứa trẻ bên trong của mình ở trong một cái tấm gương á, đây là cái lúc để chúng ta đập vỡ cái tấm gương đó và bật lại cái đèn xanh, bật lại cái đèn, cái ánh đèn ở trong cái trái tim một lần nữa. Bật lại cái ánh đèn đó, cảm nhận lại tình yêu một lần nữa, hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những cái gì mà mình đang có, tất cả những cái gì mà, bởi vì chị luôn nói với mọi người á, ý thức luôn luôn là cái yếu tố quan trọng nhất và mạnh nhất. Bởi vì thế cho dù các bạn có đến với ai, nhưng các bạn luôn luôn giữ được cái năng lượng tự tin vào bản thân mình, giữ được cái năng lượng của cái việc là mình xứng đáng hưởng thụ tất cả những cái gì mà hạnh phúc nhất, mình xứng đáng mình trải qua tất cả những cái giây, giây phút mà nó tuyệt vời và hạnh phúc nhất, thì các bạn sẽ luôn thu hút lại được những cái kết quả tích cực, và luôn luôn tự vẽ ra cho mình một cái cuộc sống mà mình mong muốn.
Tuy nhiên thì cái việc mà cho dù có cái người đàn ông nào hay là có một cái người nào mang cái năng lượng nam tính tới với các bạn đi chăng nữa, thì ở cái thời điểm này các bạn vẫn còn nghi ngờ rất là nhiều. Và ở cái thời điểm này dường như là các bạn quan tâm tới cái việc mà, có nghĩa là hai hai ba cái người phụ nữ kia kìa, những cái người phụ nữ mà có cái tầm quan trọng ở trong cái cuộc sống của bạn á, và bạn đang cố gắng, không phải nói là chu cấp, nhưng mà bạn đang cố gắng xây dựng cho họ một cái cuộc sống vững chắc nhất. Bạn đang cố gắng tập trung, bạn đang cố gắng kể cả về mặt tài chính hay là kể cả về mặt tinh thần, tất cả mọi thứ, mọi cái khía cạnh trong cuộc sống này, thì bạn luôn luôn mong muốn rằng là mình khiến cho những cái người phụ nữ của mình hạnh phúc trước. À, ngày hôm qua vừa là ngày của mẹ, có thể là các bạn đã có ngày hôm qua hay ngày hôm kia, ngày chủ nhật, các bạn đã có những cái giây phút rất là tuyệt vời với những cái người phụ nữ của mình, với những người người mẹ của mình, và chỉ có cảm giác như là cái sứ mệnh của các bạn và cái mục tiêu của các bạn trong cái cuộc sống này đó chính là mang lại cái sự hạnh phúc cho tất cả những cái người phụ nữ mà có cái tầm quan trọng đối với bạn. Đứa trẻ bên trong của bạn chỉ muốn nói rằng là tất cả những cái mà bạn tự đặt gánh nặng lên bản thân mình, chứ không nói là những cái chị vừa nói là các bạn sai. Nhưng mà bên cạnh những cái việc mà các bạn yêu thương, trân trọng và mang lại cái sự hạnh phúc cho những cái người phụ nữ của mình, thì cái việc mà các bạn không thể mở lòng với một người khác, cái việc mà các bạn không thể hoàn toàn tin tưởng cái người mà vừa mới đến với bạn để cứu bạn ra khỏi tất cả những cái khoảnh khắc, tất cả những cái tình huống, những cái nỗi đau mà bạn nghĩ rằng là bạn không được đối xử công bằng ấy, thì cái người đó họ lật lại cái tình thế. Hoặc là nếu như bạn chưa gặp cái người này thì chỉ trong vòng khoảng thời gian ngắn nữa thôi họ sẽ xuất hiện, thậm chí là trong vòng tháng năm này họ sẽ xuất hiện, và cái người này sẽ là cái người mà họ cho lại bạn cái cảm giác mà bạn được được nói lên cái tiếng lòng của mình, và cái người này sẽ là cái người mà lắng nghe bạn chia sẻ tất cả những cái câu chuyện mà bạn cảm thấy là đau đớn nhất, bạn cảm thấy là tổn thương nhất. Và cái người này sẽ giúp cho bạn đánh thức lại cái tình yêu ở trong cái trái tim của mình. Cái đứa trẻ bên trong của bạn chỉ muốn nói rằng là hãy nghỉ ngơi thật là tốt. Hãy để cho cái, và khoảng thời gian vừa qua bạn đã để cho cái trái tim mình nghỉ ngơi rất là lâu rồi. Bạn nuôi dưỡng cái trái tim của mình, chỉ còn một cái khúc mắc cuối cùng nữa thôi là chúng ta hãy từ bỏ, buông bỏ tất cả những cái tổn thương mà nó đến từ cái cột mốc đó. Hãy lôi lại nó lên, hãy nhắm mắt vào, hãy sử dụng cái con mắt thứ ba của mình, cái sự tưởng tượng của mình để nhớ về cái phiên bản, cái đứa trẻ mà từ 6 đến 10 tuổi đó, cái phiên bản mà họ mà chúng ở trong một cái khung cảnh nhìn cái hình bóng đó ra đi, nhìn cái sự đổ vỡ đó, nhìn cái sự mà rời bỏ của cái hình tượng mà các bạn đã từng rất là yêu quý, trân trọng. Họ đã từ bỏ, họ đã mong muốn rất là nhiều thứ, họ là một cái người mà có cái niềm tham vọng rất là lớn. Họ là một cái người mà mong muốn rất là nhiều thứ, họ là một cái người mà chị phải nói là khá là vật chất. Nhưng mà chị không nói là tất cả những cái câu chuyện của các bạn tụ một đều là như vậy. Có những cái cảm giác, có những cái câu chuyện thì cái người này họ phải ra đi, hoặc là họ ra đi theo nghĩa đen. Nhưng mà chị chỉ muốn nói rằng là tất cả những cái đó không phải là lỗi của bạn. Tất cả những cái điều mà nó đã từng xảy ra đó, nó đã từng rời bỏ đó, nó không phải là lỗi của bạn và nó không phải là trách nhiệm của bạn. Tất cả mọi người đều có cái sứ mệnh và cái bài học riêng của mình. Và cái bài học của bạn ở cái thời điểm này từ cái đứa trẻ bên trong đó là hãy để cho cái trái tim của mình được rực sáng lại một lần nữa. Hãy để cho cái trái tim của mình bay về phía trước, bật cái đèn xanh lên. Chị biết rằng là bạn đang đang lấy lại rất là nhiều những cái ngọn lửa nhiệt huyết ở bên trong mình, những cái mà các bạn đang lên kế hoạch cho những cái con đường mới, lên kế hoạch cho những cái dự định mới để bạn mang lại cái sự hạnh phúc cho chính bản thân mình và mang lại hạnh phúc cho những cái người phụ nữ quan trọng ở xung quanh bạn. Nhưng đừng quên đứa trẻ bên trong. Khi chúng ta dọn dẹp những cái năng lượng cũ thì chúng ta mới hoàn toàn có thể dọn chỗ cho những cái năng lượng mới. Bởi vì thế mà hãy cố gắng
làm việc lại với cái đứa trẻ của mình, lắng nghe cái đứa trẻ của mình, buông bỏ tất cả những cái khoảng thời gian nó là những cái tổn thương đến từ gia đình, buông bỏ tất cả những cái ký ức mà bạn tự đặt cái gánh nặng lên lên cái đôi vai của mình từ cái thời điểm đó. Hãy nói với cái phiên bản đứa trẻ bên trong đấy rằng là đã đến lúc để chúng ta tha thứ, đã đến lúc để chúng ta buông bỏ, tha thứ cho cái hình tượng mang cái năng lượng nam tính đó để chúng ta có thể tin tưởng và bước vào những cái mối quan hệ tình cảm sau này một cách nhiệt huyết, một cách đam mê, một cách vô điều kiện, một cách tin tưởng hơn vào bản thân mình. Tất cả những cái mà nó sắp xảy ra với bạn, nó sắp tới với bạn, kể cả là cái người mà Chi nhắc tới hay là những cái mà con đường sắp tới mà bạn hướng đến đó, chỉ cần bạn có thể buông bỏ được. Bạn đang còn giữ lại rất là nhiều những cái nỗi đau về gia đình, những cái mà tổn thương về gia đình, và nó khiến cho cái đứa trẻ bên trong của bạn bị tổn thương và bị tắc ở trong, giữ ở trong cái tấm gương này. Và đây là cái lúc để chúng ta đập vỡ cái tấm gương này ra. Đây là cái lúc để chúng ta thả trôi tất cả mọi thứ, buông bỏ, lôi lại cái đứa, cái phiên bản đứa trẻ bên trong đó, để chúng ta nói với chúng rằng là chúng không hề một mình đâu, chúng không hề bị rời bỏ đâu, chúng không hề bị, đấy không phải là lỗi của chúng khi mà một người nào đó rời đi. Bởi vì thế hãy tin tưởng vào bản thân mình sẽ có được một cái cuộc sống hạnh phúc, một cái cuộc sống ý nghĩa, một cái cuộc sống công bằng ở cái thời điểm này. Ok, đó là tất cả những gì mà Chi dành cho tụi một. Hãy nhớ rằng là đây là những cái thông điệp khá là cụ thể ngày hôm nay, cho nên là chúng ta hãy nhận những cái thông điệp đúng với cái câu chuyện của mình nhất. Chi biết là trái tim của các bạn đang ở cái thời điểm nghỉ ngơi, và có thể là những cái mối quan hệ cũ, khi mà bạn bước ra khỏi những cái mối quan hệ cũ thì bạn mang, có nghĩa là tiếp tục chất chồng, chất đống lên, xếp gạch lên á, những cái tổn thương đó. Có thể là trong suốt cái khoảng thời gian mà các bạn biết yêu thì họ tiếp tục là những cái người mà rời đi, họ tiếp tục là những cái người mà bỏ bạn để mà ra đi, để bạn lại ở trong một cái trạng thái là một cái trái tim tổn thương để mà ra đi. Cho nên là bạn càng ngày càng mất niềm tin vào cái việc là đến với một cái mối quan hệ, hoặc là càng ngày càng mất niềm tin vào cái việc là bản thân mình có thể có được một cái mối quan hệ hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái đó nó khúc mắc ở cái thời điểm mà từ 6 đến 10 tuổi mà Chi vừa mới nhắc tới, và là do cái tổn thương về gia đình, do cái việc là có một cái hình tượng nào đó nam tính, mang cái năng lượng nam tính nhiều hơn, họ đã rời đi. Và từ đó bạn có một cái vô thức, không phải là vô thức mà bạn có một cái niềm tin ở trong cái tiềm thức của mình rằng là mình sẽ luôn luôn đến với những cái mối quan hệ mà họ rời bỏ mình đi á. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng mà cái việc mà tất cả những cái tổn thương đến từ cái đứa trẻ bên trong của chúng ta sẽ luôn luôn tạo ra một cái niềm tin cứng nhắc ở trong cái tiềm thức của mình về tất cả những cái mà nó đã xảy ra, nó sẽ lặp lại ở trong tương lai. Và vô tình là chúng ta thu hút lại tất cả những cái điều đó, vô tình chúng ta thu hút lại tất cả những cái chiều không gian đó, khiến cho chúng ta lặp đi lặp lại những cái mối quan hệ mà nó giống với cái năng lượng của một cái người thân thuộc nào đó khi chúng ta bị tổn thương đứa trẻ bên trong. Ok, hãy giữ vững cái ngọn lửa của mình ở trong cái thời điểm này. Nine of Wands, bạn đang rất là lắng nghe, có nghĩa là Chi thấy rằng là bạn có năng lượng của cái việc là luôn lắng nghe cái, một lần nữa lắng nghe cái trái tim của mình, một lần nữa lắng nghe cái cảm xúc, cái tâm linh, cái trực giác ở bên trong của mình, để bạn tiếp tục cái cuộc sống này một cách ý nghĩa hơn. Và bạn biết rằng là bạn cần phải từ bỏ cái tổn thương đó để mà sống cái cuộc sống và cái sứ mệnh này của mình một cách trọn vẹn hơn. Cho nên hãy cố gắng và làm việc với cái đứa trẻ đó, trò chuyện, ôm trọn là cái đứa trẻ đó và tiếp tục bước đi trên cái hành trình tuyệt vời này của mình. Ok, đó là tất cả những gì dành cho tụ một. Cảm ơn các bạn tụ một rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với tụ hai. Chúc các bạn tụ một một tuần vui vẻ nha. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ hai nhé.
chúng ta sẽ đến với tụ 2, Thạch Anh Hồng. Ok, tất cả các bạn, trời ơi mở nhạc luôn á, karaoke mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ tìm xem là đứa trẻ bên trong của tụ 2, tụ Thạch Anh Hồng đang muốn nói gì với các bạn. À, đứa trẻ bên trong của các bạn đang muốn nói điều gì? Có một số bạn ở trong tụ 2 á, các bạn có gặp vấn đề gì về đầu gối hay là từ cái phần đầu gối trở xuống cái cổ chân và cái bàn chân của mình không? Chị có cảm giác như cái năng lượng ở cái phần từ đầu gối tới xuống bàn chân của các bạn nó không được vững chắc cho lắm. Nó đang gặp vấn đề, hoặc là các bạn bị chấn thương, hoặc là cái năng lượng ở cái vùng luân xa gốc rễ của các bạn đang gặp vấn đề. Hoặc là cái tổn thương từ đứa trẻ bên trong nó liên quan, nó có liên quan đến cái luân xa gốc rễ của các bạn, đến cái đôi chân của các bạn, hoặc là các bạn bị kìm cặp quá nhiều, bị kiểm soát quá nhiều, và khiến cho cái cuộc sống ở cái thời điểm của các bạn bây giờ nó trở nên là không có vững chãi á, bởi vì nó không phải là từ những cái mục tiêu, không phải là từ những cái mà đến từ các bạn, mà nó đến từ cái sự kỳ vọng của một người khác. Cho nên là ở cái thời điểm này chị có cảm giác như là nó không có được vững chắc và nó đang trên cái đà sụp đổ. Ok, chúng ta sẽ cùng xem lời nhắn của đứa trẻ bên trong tới các bạn. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong này cho các bạn. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong này cho các bạn tụ 2, chọn Thạch Anh Hồng. Xin chào tất cả các bạn tụ 2. Các bạn khỏe không? Nếu như mà có một bạn, một hai bạn nào đó, bởi vì đây là trải bài chung cho nên là chúng ta sẽ chỉ nhận những cái năng lượng và những cái câu chuyện liên quan tới bản thân mình thôi nhá. Còn nếu như mà không liên quan tới câu chuyện của mình thì chúng ta hãy rời video này, không nhất thiết là phải xem video này. Có thể là trong cái trải bài sẽ có một hai cái ý mà nó liên quan tới câu chuyện của bạn thôi, thì hãy take it resonate, hãy 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 nhận những cái thông điệp liên quan tới bản thân mình thôi. Và nếu như có bạn nào đó mà đang gặp chấn thương về chân hay là đã từng gặp chấn thương về chân hoặc là ở đầu gối thì cho xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe nha. Ok, chúng ta có King of Pentacles. Chúng ta có Ace of Swords. Chúng ta có Ace of Cups. Một hành trình mới đang được bắt đầu. Có vẻ như các bạn vừa trải qua quá trình thức tỉnh. Không không nhất thiết là phải thức tỉnh một cách nặng nề. Ace of ba là Ace rồi mọi người đang trải qua một cái quá trình rất là mới, bước vào một cái hành trình hoàn toàn mới trong kể cả cái tâm trí của mình, cảm xúc của mình lẫn cái thế giới vật chất của mình. Ok, tám kiếm, hai ly. Có vẻ như là có ai đó mới có crush hoặc là mới có người yêu hoặc là mới tới với nhau, mới tìm được soulmate của mình, hoặc là không nhất thiết là phải một mối quan hệ tình cảm chính thức, nhưng mà có thể là các bạn vừa mới tìm được một cái đối tượng nào đó là soulmate của các bạn. Ok, chắc chắn là các bạn gặp. Chi sẽ trả bài sau đó tiếp tục nói với các bạn ha. 4 ly. Đứa trẻ bên trong muốn nói gì với tụ 2, King of Swords. Đây là một cái khoảng thời điểm khá là quan trọng đối với cuộc sống của bạn. Toàn những lá Ace và King, Queen nữa. Wow. Một cái hành trình hoàn toàn mới trong cái cuộc sống của các bạn. Mặc dù là cái khoảng thời gian vừa qua, một là cái khoảng thời gian vừa qua nó khiến cho các bạn rất là đau đầu, nó khiến cho các bạn bị bế tắc rất là nhiều. Và khi mà bước ra khỏi cái, và có vẻ như là cái người mà mới đến với các bạn ấy, cái người soulmate mà mới đến với các bạn ấy, họ làm cho bạn thoát ra được khỏi cái năng lượng đó. Họ làm cho bạn
cảm thấy vững tin hơn vào cái con đường của mình. Ở cái thời điểm mà các bạn bị bế tắc á, thì các bạn luôn luôn bỏ qua tất cả những cái trực giác mà vũ trụ đưa tới, tất cả những cái cơ hội mà vũ trụ đưa tới, bạn delay nó, hoặc là bạn cố tình gạt bỏ nó đi, hoặc là bạn không có đủ cái lắng nghe để mà biết rằng là đó là cái sự thôi thúc từ vũ trụ. Và khi mà cái người này đến thì càng ngày bạn càng tin vào cái trực giác của mình. Họ mở cho bạn cái năng lượng của bạn ra, họ khuyến khích bạn, họ cổ vũ bạn, và họ làm một cái chỗ dựa tinh thần để cho bạn mở cái niềm tin về cái trực giác của bản thân và kết nối với bản thân được nhiều hơn. Và từ đó bạn trở thành một cái người mà vững tin hơn, trở thành một cái người mà chững chạc hơn, trở thành một cái người mà có cái ngọn lửa, được đánh thức cái ngọn lửa goddess ở bên trong các bạn đó. The Magician, đây là một khoảng thời điểm chắc chắn sẽ rất là quan trọng với các bạn. Wow, the Star, các bạn có thể là Star Seed, mang năng lượng của Star Seed, hoặc là cái người đến với các bạn có thể họ là một Star Seed. Thì Star Seed là gì thì các bạn có thể lên trên Google để tra cứu về nó. Có rất là nhiều những cái tài liệu nói về Star Seed, và Star Seed sẽ có rất là nhiều loại Star Seed khác nhau. Thì các bạn Sachi cứ hay bị ở ha mọi người. Thì các bạn có thể tìm hiểu cái vấn đề về cái vấn đề Star Seed này ở trên mạng. Ở trên Google có rất là nhiều tài liệu, và cũng có thể là các bạn được thích thú và hay tìm hiểu về những ngôi sao, hoặc là những cung, hoặc là huyền học, hoặc là những cái vì sao, những cái hành tinh á. Các bạn thích thú về huyền học, các bạn thích thú về những cái gì đó mà nó ở trên bầu trời, nó ở ngoài vũ trụ kia. Hoặc là các bạn và cái người mà soulmate mới tới, cả hai bạn đều yêu thích những cái về huyền học, yêu thích những cái mà về bầu trời, về vũ trụ. Đứa trẻ bên trong muốn nói với bạn điều gì? Ace of Wands. Đây là một người có sứ mệnh tâm linh. Đây là các bạn tụ hai, là những bạn có sứ mệnh sử dụng cái sự sáng tạo và cái trực giác, cái sự kết nối tâm linh của mình để mang lại tình yêu và ánh sáng cho cả cộng đồng này. Đây là một cái trải bài rất là lớn, và là một cái khoảng thời gian rất là quan trọng đối với cái sự phát triển của các bạn. Các bạn có phải là tụ ba ở video trước không? Các bạn như Chi nói ngay từ lúc đầu là các bạn vừa mới bước ra khỏi một cái khoảng thời điểm thức tỉnh, và đang lấy lại cái sức mạnh bên trong dành cho mình, đang lấy lại tất cả những cái mà cái sức mạnh bên trong, gain lại, build lại, có nghĩa là xây dựng lại cái sức mạnh bên trong của mình và thoát ra khỏi những cái tình huống bế tắc bằng cái sự sáng tạo của mình và bằng cái sự kết nối trực giác của mình, mà các bạn cảm thấy càng ngày càng rõ ràng hơn trong cái sứ mệnh, trong cái hướng đi của mình, càng ngày càng cảm thấy là được thôi thúc để trở thành một cái gì đó lớn, được thôi thúc để trở thành, để làm một cái điều gì đó lớn cho cái cộng đồng này, để đứng lên, để nói, để bảo vệ và để hướng dẫn, mang lại cái tình yêu thương và ánh sáng cho cái cộng đồng này. Càng ngày các bạn càng muốn giúp đỡ nhiều người hơn, càng ngày các bạn càng rõ ràng trong cái việc là mình muốn gì, mình sẽ làm được cái điều đó, và mình sẽ không bao giờ phụ thuộc vào cái năng lượng của bất kỳ một cái người nào cả, không khiến cho cái năng lượng của bất kỳ một người nào ảnh hưởng tới cái sứ mệnh và cái mục đích của các bạn ở trong cái cuộc sống này. Ở cái thời điểm này các bạn cần cái sự kiên nhẫn rất là nhiều, và các bạn đã học được cái sự kiên nhẫn rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Tụ hai là những bạn mà chị thấy là các bạn có cái khả năng cân bằng lại cái năng lượng của mình rất là tốt, và các bạn rất là kiên nhẫn với cái quá trình của mình. Chỉ có một cái điều là cái sự khúc mắc từ cái đứa trẻ bên trong đó, chị có cảm nhận như ngay từ lúc đầu là các bạn bế tắc ở trong một cái tình huống mà nó đến từ cái tổn thương của cái đứa trẻ bên trong đó. Cái đứa trẻ bên trong, về cái việc mà các bạn bị kiểm soát bởi những cái năng lượng khác, và các bạn đã từng nghi ngờ bản thân mình rất là nhiều bởi vì cái sự tổn thương mà chúng ta lụy thuộc vào
những cái năng nguồn năng lượng khác đó, chúng ta bị kèm cặp bởi những cái nguồn năng lượng khác đó. Và cái chi không nói rằng là đổ lỗi cho gia đình của chúng ta, nhưng cái việc mà gia đình, cái thế hệ cha mẹ của chúng ta họ cũng bị tổn thương đứa trẻ bên trong, cho nên là nó là một cái dây chuyền khiến cho cái việc mà chúng ta không thể có cái sự kiểm soát ở trong cuộc sống của chúng ta từ những cái ngày mà chúng ta còn bé. Và chính vì cái điều này mà có những khoảng thời điểm, không phải là có những khoảng thời điểm mà suốt từ cái khoảng thời điểm từ bé, từ lúc các bạn sinh ra cho đến cái khoảng thời gian mà các bạn vừa mới tái sinh á, thì các bạn đã sống ở trong một cái cuộc sống gọi là không tự tin vào những cái gì mà mình có thể làm được, luôn luôn nghĩ rằng là mình phải phụ thuộc vào một cái năng lượng nào đó khác, hoặc là luôn luôn cảm thấy rằng là mình sẽ không làm được cái điều này, không làm được cái điều kia, luôn luôn nghi ngờ bản thân mình. Và ở cái khoảng thời điểm này là cái khoảng thời điểm mà các bạn vượt qua khỏi được cái ngưỡng đó, các bạn sống chết đi sống lại như cái tụ ba hôm trước ấy, các bạn trải nghiệm một cái sự thức tỉnh, và từ đó các bạn rõ ràng hơn rất là nhiều trong tất cả những cái gì mà mình cần phải mang lại cho cái cộng đồng này và cho bản thân của mình. Các bạn bước vào một cái hành trình hoàn toàn mới với những suy nghĩ mới, niềm tin mới, những cái hệ thống niềm tin mới, những cái sự tin tưởng mới, những cái sự thông thái mới. Các bạn học được rất nhiều thông thái từ cái khoảng thời gian thức tỉnh vừa qua. Không phải học được thông thái mà các bạn xây dựng được lên một cái sự thông thái khổng lồ ở trong cái bộ óc của các bạn. Các bạn học được rất nhiều từ những cái bài học mà các bạn vừa phải trải qua. Và cái việc mà các bạn học được cái bài học đó, nó khiến cho các bạn có cái sự thông thái để truyền đạt lại cho người khác. Và cái khả năng giao tiếp của bạn ở cái thời điểm hiện tại là một cái khả năng giao tiếp cần rất nên được đầu tư vào, bởi vì các bạn có cái khả năng giao tiếp rất là tốt. Các bạn sẽ sử dụng những cái sự thông thái của mình để truyền đạt lại cái kiến thức, truyền đạt lại cái lời khuyên cũng như cái sự hướng dẫn dành cho người khác. Cái thứ hai nữa là các bạn bước vào một cái trạng thái cảm xúc mới, mang lại cho mình những cái niềm tin mới, những cái hành trình mới, những cái sự mà đầu tư và gieo mầm ngay từ đầu để các bạn trở thành một cái người King of Pentacles, là một cái người mà hoàn toàn có kiểm soát trong cái cuộc sống vật chất của mình, thông minh, vừa thông minh vừa kiểm soát cái cuộc sống vật chất của mình, vừa tự tin trong cái cuộc sống vật chất của mình, vừa nhiều lửa, vừa nhiều nhiệt huyết, và vừa là cái người dẫn đầu. Và đây chính là cái sứ mệnh của các bạn. Ngoài cái việc chúng ta tìm hiểu, như chị nói ngay từ lúc đầu, là cái việc mà chúng ta tìm hiểu về cái đứa trẻ bên trong á, nó liên quan trực tiếp tới cái con đường sứ mệnh của các bạn. Và cái tụ hai là cái tụ mà nhìn thấy rất rõ cái điều đó. Hãy đối mặt với cái tổn thương, với cái sự lụy thuộc mà đến từ gia đình, từ những cái lúc mà còn nhỏ, hoặc là từ những cái khoảng thời điểm nhất định ở trong cái cuộc sống của bạn, như chị vừa mới nhắc đến ở ngay từ đầu cái trải bài. Các bạn gặp những cái tình huống, những cái bài học về cái việc là bị kìm cặp bởi một cái năng lượng khác, và các bạn khiến cho các bạn nghi ngờ cái khả năng của bản thân rất là nhiều. Đối mặt với cái phiên bản đó, làm việc với cái phiên bản đó, đào thải, tiếp tục đào thải. Chi nhìn thấy là các bạn đã đào thải cái việc đó ra. Càng ngày các bạn càng tự tin hơn, càng ngày các bạn càng bước ra khỏi cái bóng của mình. Nhưng mà hãy tiếp tục kiên trì làm cái điều đó. Đây không phải là cái quá trình mà ngày 1, ngày 2 chúng ta có thể xây dựng lên. Hãy tiếp tục kiên nhẫn với cái quá trình đào thải đó của mình để đến với cái hành trình mới này một cách trọn vẹn. Và các bạn là cái người mà có cái khả năng sử dụng luật hấp dẫn rất là tốt, cho nên là hãy tiếp tục sử dụng cái điều đó. Bất kỳ cái điều gì mà các bạn có một cái sức sáng tạo vô cùng lớn á, là chị cảm giác như là các bạn, tại sao chị nói là các bạn sử dụng luật hấp dẫn sẽ rất là tốt, bởi vì chị thấy rằng là cái khả năng cảm nhận, tưởng tượng của các bạn và tin vào cái viễn cảnh mà các bạn đang tưởng tượng ở trong đầu á, nó rất là lớn. Cho nên là cái đó là một cái bước rất là quan trọng ở trong cái luật hấp dẫn, là các bạn cảm nhận cái điều gì, tỏa ra cái năng lượng như thế nào, tưởng tượng cái viễn cảnh gì, mình ở trong đó như thế nào, thì vũ trụ sẽ đáp lại cho các bạn một cái chiều không gian y hệt như vậy. Chúng ta chỉ cần học cái cách buông bỏ và tự tin vào cái con đường, vào cái khả năng của mình thôi. Ok, còn gì nữa không dành cho các bạn tụ hai? Đứa trẻ bên trong muốn nói điều gì với các bạn? Cái khoảng thời điểm này, cái mối quan hệ mà hãy nhận cái thông điệp của mình một cách liên quan và từ cái câu chuyện của mình nha. Đối với những cái bạn mà mới gặp cái người soulmate của mình á, mới gặp cái người mà các bạn cảm thấy là có một cái kết nối đặc biệt á, đây không phải là cái sự trùng lặp
hay là trùng hợp ngẫu nhiên đến với các bạn. Đây là một cái sự sắp đặt, có nghĩa là sau khi hoặc là trong khi hoặc là gần cái sự kết thúc của cái quá trình thức tỉnh thì hai bạn gặp nhau, hoặc là khi mà các bạn đã bước qua khỏi cái sự kết thúc, cái sự thức tỉnh đó trong cái khoảng thời điểm mà tháng 1, tháng 2 và đến tháng 3 hoặc là tháng 4. Có nghĩa là sau đó thì đến khoảng giữa tháng 3 hoặc là tháng 4 thì các bạn đã gặp cái người này. Các bạn đã đến với một cái mối quan hệ mà đây không nhất thiết là phải mối quan hệ tình cảm ở cái thời điểm này, nhưng mà đây là một cái người mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để nói chuyện, để mà trò chuyện, để mà chia sẻ với các bạn. Và các bạn hoàn toàn tin tưởng để trao cái sự chia sẻ về cái sứ mệnh của mình, về cái việc là các bạn hiểu rằng là đây là cái con đường mà các bạn cần phải đi ở trong cái cuộc sống này. Và họ là một cái người mà hoàn toàn hiểu được cái điều đó, bởi vì họ giống hệt như vậy. Họ đi một cái con đường sứ mệnh mà gần giống với bạn, có cái mục tiêu, có cái đích cuối cùng giống như bạn. Nhưng mà có thể là cái phương tiện chúng ta đi hoặc là cái con đường chúng ta đi sẽ khác nhau, với những cái câu chuyện khác nhau thôi. Nhưng nó là một cái con đường, nó là một cái sứ mệnh giống nhau. Nó là một cái sứ mệnh mà mang lại cái sự rõ ràng, mang lại cái khả năng truyền đạt lại cái kiến thức về cái việc là các bạn, con người chính là cái phương tiện, cái bộ não của con người là cái phương tiện lớn nhất để chúng ta create, để chúng ta sáng tạo ra một cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Và hai bạn sẽ là cái người cùng truyền đạt lại cái điều này cho những người khác. Hai bạn sẽ cùng là cái người mà cùng truyền đạt lại cái sự thông thái này cho những người khác, mang lại tình yêu, ánh sáng và cái niềm tin cho những người khác. Và hai bạn chỉ muốn nói ở đây rằng là không phải là sự trùng hợp là hai bạn mới gặp nhau đâu, mà đây là cái reconciliation, có nghĩa là đây là một cái sự tái hợp của hai linh hồn đến cùng một nơi. Hoặc là các bạn đến cùng là một starship, đến cùng cái hành tinh, đến cùng từ một nơi, kiểu như là quê hương linh hồn á. Các bạn đến cùng nơi với nhau và các bạn tới đây ở trong cái sứ mệnh làm kiếp người này, các bạn thực hiện cái sứ mệnh của mình, và đây là cái thời điểm mà sau khi thức tỉnh hoàn hảo để các bạn tái hợp lại với nhau ở trong cuộc sống này. Thì đó là cái sự tái hợp về mặt linh hồn. Và các bạn cảm thấy rằng có thể là các bạn mới gặp nhau và là hai người xa lạ ở trong cái thế giới vật chất này, thế giới 3D này. Nhưng mà ở cái sự kết nối 5D thì các bạn hoàn toàn cảm thấy là quen thuộc với cái điều đó. Các bạn cảm thấy họ như là gia đình của các bạn. Các bạn cảm thấy họ như là một cái người mà các bạn đã biết từ rất là lâu rồi, và đã kết nối rất là chặt chẽ với họ ở đâu đó ngoài kia rồi, và cảm giác rất là quen thuộc á. Thì cái người này sẽ là cái người cùng đồng hành với bạn trong cái quá trình này từ nay trở đi. Đứa trẻ bên trong của bạn muốn nhắn nhủ điều gì? Có một cái điều mà cái đứa trẻ bên trong của bạn đang rất là muốn bạn chú ý, đó là những cái sai từ vũ trụ, những cái dấu hiệu từ vũ trụ. Tất cả những cái đám mây hình thù, hay là những cái mà đến từ thiên nhiên, những cái hình thù đến từ cây, hay là những cái tiếng chim chóc, hay là những cái mà đến từ hoa, hoặc là sông suối, hoặc là con vật, chúng đang, vũ trụ đang gửi cho bạn rất nhiều những cái tín hiệu, rất nhiều những cái sự thôi thúc mới, rất nhiều những cái ý tưởng mới. Bạn là một cái người sáng tạo, vì thế mà hãy kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Khi bạn kết nối với thiên nhiên nhiều hơn á, bạn sẽ kết nối được với cái trực giác và cái sự sáng tạo linh thiêng của mình. Bằng cái việc là kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ có rất là nhiều ý tưởng, bạn sẽ được tỏa sáng ở trong cái khả năng sáng tạo của mình, cái khả năng mà vốn có ở đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta trải qua một cái quá trình mà đứa trẻ bên trong của mình bị phụ thuộc vào người khác, bị phụ thuộc vào những cái ý kiến như cái cô này này, lớn lên và trưởng thành trong những cái ý kiến và những cái sự kỳ vọng của người khác, tất cả những cái lời nói của người khác, và cô ấy cứ đứng đây, cô ấy cứ bịt mắt lại, cô ấy cứ lắng nghe và bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái ý kiến đó, bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái lời nói đó, và tự chôn chân mình ở trong cái chốn đó. Nhưng mà từ nay trở đi sẽ không còn như vậy nữa. Cái người soulmate này đã mang cái cây kiếm đến, đã cắt đứt tất cả, chứ không nói là cái người này là cái người mà đã cứu bạn. Chỉ có người này là cái người cứu bạn, mà chị nói rằng là trải qua cái quá trình thức tỉnh, khi mà bạn vẫn còn đang mông lung không biết rằng là mình sẽ chọn cái hướng đi nào, mình sẽ đi về đâu, thì cái người này họ xuất hiện và họ cắt tất cả những cái sợi dây mà bạn vẫn còn lằng nhằng ở lại
ở trong những cái buộc mình lại trong những cái thứ mà nó không còn, những cái thứ cũ mà nó không còn phục vụ cho bạn nữa. Họ sẽ cắt tất cả những cái sợi dây đó đi, họ sẽ giúp bạn cắt tất cả những cái sợi dây đó đi để bạn có thể hoàn toàn bước vào cái sứ mệnh sáng tạo, bước vào cái sứ mệnh creation của mình, cái sứ mệnh mà tạo hóa một cái tương lai tuyệt vời hơn dành cho cả cái cộng đồng mà bạn sắp chạm tới. Ok. Đó là tất cả những cái lời nhắn nhủ từ đứa trẻ bên trong của bạn, một cái sự khẳng định để cho bạn tiếp tục cái con đường này của mình, để cho bạn tiếp tục tin tưởng vào những cái mà mình đang trải qua. Nó là những cái dấu hiệu đúng, nó là những cái mà con đường mà bạn khi mà bạn đi theo, quyết định đi theo thì nó là cái con đường đúng ở trong cái thời điểm này, và nó là cái sứ mệnh, nó là một phần trong cái sứ mệnh của các bạn. Vì thế đây nhiều hơn là ngoài cái việc là kể một chút, nhắc lại một chút về những cái mà các bạn đã từng phải trải qua, thì cái đứa trẻ bên trong nó chúng muốn khẳng định một điều rằng là tất cả những cái sai, những cái dấu hiệu mà nó đang tới với các bạn, nó là dấu hiệu từ vũ trụ, và hãy check it, hãy check them, hãy lắng nghe một cách rõ ràng hơn, hãy để ý đến chúng nhiều hơn để chúng ta bước vào cái quá trình này một cách rút ngắn lại thời gian. Ok, cảm ơn tụ hai rất là nhiều. Một sứ mệnh rất là tuyệt vời, một lời nhắn rất là tuyệt vời đến với tụ hai. Ok, chị sẽ đến với tụ ba. Chúc mừng các bạn tụ hai. Chúng ta sẽ đến với tụ ba ha. Cảm ơn các bạn tụ hai rất là nhiều. Bye bye. Tạm uống nước. Các bạn uống nước nhiều vào nhá. Trời Sài Gòn dạo này rất là nắng nóng. Chị không biết ngoài Hà Nội thời tiết đang như thế nào, hay là các tỉnh thành khác đang như thế nào, nhưng mà chị sống ở Sài Gòn và cứ mỗi lần mà bước ra ngoài đường, mặc dù chị là cái người rất là thích nắng á, nhưng mà cái không khí nó nóng khô và nó rất là khó chịu. Nên là chúng ta hãy uống nhiều nước hơn. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ 3. Red Jasper ha. Chúng ta sẽ đến với tụ 3 Red Jasper. Ok. Kết nối với tất cả các bạn chọn tụ 3 đá Red Jasper. Đây là một loại đá có cái khả năng hỗ trợ chúng ta trong cái việc là tiếp đất. Có thể rằng là các bạn ở tụ 3 này, khi mà các bạn bị thôi thúc chọn tụ 3, tụ đá Red Jasper, thì có thể là các bạn đang cần phải nối đất nhiều hơn, thực hành những cái bài tiếp đất nhiều hơn, ground cái energy của mình xuống, để cho nó khi các bạn trải qua một cái quá trình mà healing hoặc là kết nối với tâm linh nhiều ấy, thì cái việc mà chúng ta phải tiếp đất, phải nối đất là một cái bước rất là quan trọng hàng ngày. Khi mà các bạn lên YouTube tìm thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái bài thiền meditation mà grounding yourself á, có nghĩa là để cho bản thân mình được kết nối và được cân bằng lại cái lân xa gốc rễ để tiếp đất. Có một con số 12. Vì đây là trải bài chung cho nên là chúng ta hãy nhận tất cả những cái thông điệp mà liên quan tới cái câu chuyện của mình. Còn nếu như mà thông điệp không có liên quan tới câu chuyện của mình thì chúng ta hãy bỏ qua và đến với các trải bài khác, hoặc là đến chọn lại tụ bài. Rất là nhiều bạn hỏi chi là làm thế nào để chọn tụ bài một cách chính xác, thì tốt nhất là chúng ta hãy pause lại trong cái lúc mà người trải bài người ta quay tới những cái option, những cái sự lựa chọn á. Pause nó lại, hít thở khoảng tầm 3 hơi là ít nhất, hít thở thật là sâu, và khi mà mở mắt ra thì cái khi mà các bạn hỏi xong câu hỏi trong đầu rồi thì mở mắt ra cái tụ nào là cái tụ mà cứ thôi thúc các bạn nhìn về hướng nó, thì đó là cái tụ mà có thể có cái thông điệp dành cho các bạn mà các bạn nên chọn. Con số 12 nếu như có liên quan tới bạn nào thì chúng ta hãy để ý nó ha. Có thể là một cái khoảng thời gian nào đó quan trọng ở trong cái sự phát triển của đứa trẻ bên trong, nằm ở tuổi 12 hoặc là 14.
Tự nhiên Chi, tự nhiên trong đầu Chi không biết là các bạn, tại vì Chi biết là khán giả của Chi, các bạn subscriber và các bạn viewer của Chi ở những cái độ tuổi rất là khác nhau. Có những bạn thì rất là trẻ, sinh năm 2000 đổ lên, còn có những cái bạn thì tầm tuổi với Chi là 9x đầu đời, hoặc là có những cái người mà thuộc cái thế hệ trước rồi, 7x, 8x. Xin lỗi mọi người, Chi bị rơi mic. Hoặc là thuộc cái thế hệ 7x, 8x á. Thì đây là cái thông điệp và cái từ khóa dành cho những cái thế hệ mà 7x, 8x, hoặc là những cái thế hệ mà 9x đầu đời, hoặc là những cái thế hệ 9x ha. Là Chi cứ có nghe được cái bài mà cái khoảng thời điểm mà các bạn xem Hoàn Châu Cách Cách ấy. Các bạn còn nhớ Hoàn Châu Cách Cách không? Ở cái khoảng thời điểm đó có vẻ như là nó có một cái cột mốc gì đó, có một cái khoảng thời gian nào đó nó khiến cho cái đứa trẻ bên trong của các bạn nó đang muốn nhắn nhủ một cái thông điệp nào đó, hoặc là một cái tổn thương nào đó mà các bạn cần phải làm việc lại. Tại vì Chi cứ nghe trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng cái gì ngát xanh ấy, Chi không nhớ cái bài hát đấy, nhưng mà Chi rất là thích Hoàn Châu Cách Cách. Ngày xưa cái khoảng thời điểm mà Chi xem Hoàn Châu Cách Cách đó là cái khoảng thời điểm mà Chi đang chuyển nhà. Gia đình của Chi đang gặp khó khăn và Chi đang chuyển nhà và cứ ở tạm ở nhà bà dì. Và cái khoảng thời điểm đấy là cái khoảng thời điểm mà cứ mỗi 6 giờ chiều mẹ sẽ đang chơi ở ngoài xóm, là mẹ sẽ gọi về, mẹ sẽ kêu là đi vô xem, đi vào xem Hoàn Châu Cách Cách. Là cứ mấy đứa mà đang chơi ở ngoài mà cứ nghe thấy mẹ bật tivi to á, là trời xanh xanh ngát xanh, là y như rằng sẽ chạy vào trong nhà để xem Hoàn Châu Cách Cách. Ok, lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn chọn tụ ba. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn chọn tụ ba, chọn tụ thật anh, à, chọn tụ Red Jasper. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong cho các bạn chọn tụ Red Jasper. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong dành cho các bạn chọn tụ Red Jasper. Lời nhắn từ đứa trẻ bên trong. Các bạn có four wands, 4 gậy. Các bạn có Ace of Swords. Các bạn có Three of Pentacles. Ok. Các bạn có Page of Pentacles. Các bạn có The Empress. Ok. Bạn là một đứa trẻ rất khác biệt. Three of Swords. Bạn là một đứa trẻ rất đặc biệt, chứ không phải là rất khác biệt. Two of Cups. Ngày hôm nay có vẻ năng lượng tình yêu của mọi người, năng lượng cảm xúc của mọi người rất là tuyệt vời á, cho nên là cả ba tụ, tụ nào Chi cũng thấy có xuất hiện tình cảm. Queen of Pentacles. Ok. Eight of Wands. The Hierophant. Tụ này có một chút gì đó tương tự với tụ 2. Nhưng mà những cái câu chuyện của các bạn nó sẽ cụ thể hơn một chút. The Moon. Cái tụ này có vẻ rất là giống với tụ 2 á, vì các bạn cũng đang gặp được cái soulmate của mình, Queen of Pentacles, hai lá Queen of Pentacles. Five of Wands. Ok. Three of Cups. Seven of Pentacles. Alright. And Six of Pentacles. Ok. Cuối bộ bài là 8 ly. Ok, mọi người cho Chi 1 phút ha. Wow.
Đây là một cái tụ mà các bạn trải qua rất nhiều, rất 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 nhiều tổn thương. Cái tụ ba cảm giác như là lúc nào cũng là một cái tụ mang một cái năng lượng rất là lớn, rất là nặng nề. Các bạn đã phải trải qua rất rất nhiều những cái tổn thương và cái xung đột với những cái mối quan hệ khác, và nó đến từ cái tổn thương đến từ gia đình đầu tiên, cái đứa trẻ bên trong của các bạn. Ok, tại sao chị nói các bạn là một đứa trẻ rất là đặc biệt? Như chị thấy á, thì khác với tụ một, cái mic rơi hoài luôn, tại vì hôm nay chị không có cài được. Alo, các mọi người còn nghe rõ không? Ok, khác với tụ 1 và tụ 2 một chút thì cái năng lượng mà trong cái gia đình của các bạn có vẻ như là có một cái gia đình nhìn nhìn vào bề ngoài của nó là một cái gia đình rất là bình thường. Hoặc là chị không nói là gia đình ở đây là phải có đủ cả bố mẹ, chị nói là những cái người mà nuôi dưỡng các bạn á, cái gia đình mà nuôi dưỡng các bạn á là một cái gia đình mà nhìn có vẻ rất là bình thường và là một cái gia đình gần như là lý tưởng. Một cái gia đình mà khi mà mọi người nhìn vào ấy thì có cảm giác như đây là một cái gia đình lý tưởng. Con ngoan trò giỏi hoặc là nghe lời bố mẹ. Và bố mẹ là những cái người mà là cái tấm gương sáng cho những đứa con của mình chẳng hạn. Thì đó là những cái quan niệm về cái gia đình này mà chị nhìn thấy bằng 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 cái cảm nhận của chị khi mà mọi người nhìn cái gia đình này bằng cái mắt thường á. Nhưng bạn đã luôn luôn là cái đứa trẻ đặc biệt. Nghĩa là bạn luôn luôn cảm thấy là bạn không thuộc về cái gia đình đó. Bạn bạn không thuộc về cái nơi đó, bạn cảm giác như là bạn nhớ một cái nơi khác. Bạn cảm giác như là bạn nhớ một cái tổn thương này nó không đến từ cái thế giới vật chất. Cái tổn thương này nó đến từ cái việc là bạn nhớ và bạn kết nối được với một cái gì đó khác ở trong cái tâm trí của các bạn. Một cái gia đình ở cái level linh hồn có nghĩa là đến từ một cái hành tinh khác hoặc là đến từ một cái chiều không gian khác. Các bạn tới đây để các bạn thực hiện cái sứ mệnh làm người của mình. Và cái việc mà các bạn luôn luôn cảm thấy khác biệt, luôn luôn cảm thấy đặc biệt trong cái suy nghĩ của mình, nó là một cái điều mà rất là bình thường. Chị biết rằng là các bạn nghi ngờ bản thân và hỏi bản thân mình rất là nhiều rằng là tại sao mình lại là một cái người mà khác biệt và đặc biệt hơn so với gia đình mình. Tại sao mình không, chỉ nói ví dụ thôi là từ nhỏ giờ các bạn phải tiếp xúc với một cái môi trường và một cái gia đình lớn chẳng hạn. Và các bạn luôn luôn cảm thấy là cái người mà không giống một anh chị em nào, hay là không giống ba mẹ mình, không giống cái cách sống của mình, nó đặc biệt hơn cái cách sống của họ, nó khác biệt hơn cái cách sống của họ. Và bạn cảm thấy, đôi khi thì bạn cảm thấy đặc biệt, đôi khi thì bạn cảm thấy tổn thương vì cái điều đó. Vì bạn cảm thấy rằng là có những cái lời nói, chỉ cảm giác được rằng là có một cái lời nói gì đó ở trong đầu các bạn, nó luôn luôn in hằn ở trong cuộc sống của các bạn. Đó là tại sao không là một cái người bình thường, tại sao không là một cái người bình thường mà cứ phải sống khác biệt như vậy. Từ cái cách mà các bạn ăn mặc, từ cái cách mà các bạn tiệc tùng, cái cách mà các bạn nhìn cái cuộc sống này, cái cách, những cái quan điểm, những cái ý kiến của các bạn, chị đều thấy là nó rất là khác. Và nó đến từ đâu? Nó không phải là đến từ cái việc là các bạn bị khác biệt, hay là các bạn bị như như người ta hay nói là bị khùng kiểu là bị tâm thần hay là bị khùng đâu, hay là gặp cái vấn đề về mặt tâm lý đâu, mà cái này nó đến từ cái sự kết nối từ vũ trụ. Nó là cái việc mà các bạn không đến từ đây và các bạn có một cái kết nối đặc biệt với một cái nơi nào đó khác, không phải là trái đất, không phải là cái thế giới 3D này. Và từ đó nó khiến cho các bạn trở thành một cái người mà luôn luôn có cái trực giác, có cái viễn tưởng khác ở trong đầu của mình. Có những cái mà nó download từ vũ trụ, nó là những cái thông điệp, những cái thông tin từ cái cổng vũ trụ chứ không phải là từ cái thế giới này, từ cái góc nhìn của thế giới vật chất này.
Và cái điều đó nó khiến cho các bạn trở thành một cái người mà tổn thương rất là nhiều. Khi mà chúng ta khác biệt, khi mà chúng ta đặc biệt đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều những cái tổn thương, bởi vì cái cách nhìn của chúng ta, cái cách cảm nhận của chúng ta nó không giống với những người khác. Nó không êm đềm trong ngoặc kép như những người khác. Đối với bản thân chúng ta, khi mà chúng ta nói ra cái điều đó thì chị cảm nhận rằng là các bạn đang trách móc bản thân rằng là à, mình khác biệt như vậy thì cái, những cái sự tổn thương của mình, tại sao mình cứ phải trải qua những cái không êm đềm như vậy, tại sao mình cứ phải trải qua tất cả những cái tổn thương về mặt tâm lý như vậy. Và ngay từ cái việc mà cái khoảng thời gian vừa qua cũng vậy thôi, các bạn bước đi khỏi một cái sự tổn thương nào đó để mà vươn mình về cái phía ánh sáng. Và cái việc mà các bạn đang bước trên cái hành trình tâm linh của mình á, và chị cũng nói rằng là cái tụ này rất là giống tụ hai, có nghĩa là cái sứ mệnh của các bạn liên quan rất là nhiều đến tâm linh, liên quan rất là nhiều đến cái sự sáng tạo, những cái download từ cổng vũ trụ, những cái mà các bạn đang bắt đầu đi vào cái hành trình của mình để học cho mình những cái kiến thức về tâm linh á, thì cái con đường sứ mệnh đấy nó khá là giống với cái con đường sứ mệnh của tụ hai, nhưng mà các bạn á là cái người mà sẽ chị phải giải thích như thế nào, tại vì ở tụ hai á, chị có cảm giác là các bạn sẽ truyền đạt thông tin qua cái việc nói này, qua cái việc là cổ vũ này, truyền đạt lại cái nguồn cảm hứng này, rồi là cho cả một cái cộng đồng rất là lớn, hoặc là cho những cái người mà cho những cái nhóm bạn mà cần đến họ. Nhưng mà ở cái tụ ba này thì chị có cảm giác là các bạn calm hơn. Không có nghĩa là tụ hai không có calm, không có yên bình, nhưng mà chị thấy rằng là các bạn sẽ kiểu như là chill hơn một chút. Các bạn sẽ sử dụng những cái sự thông thái của mình một cách nhẹ nhàng hơn, một cách nuôi dưỡng hơn. Nếu như ở tụ hai nó là cái năng lượng của masculine, có nghĩa là rất là mạnh mẽ, rất là truyền cảm hứng, rất là trải nghiệm, rất là bung ra ngoài thế giới kia, thì các bạn á là cái người mà đi vào trong nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, nuôi dưỡng cái thế giới này, cái cộng đồng này bằng một cái cách nhẹ nhàng hơn, bằng một cái cách là nó êm đềm hơn rất là nhiều. Có thể là các bạn xây dựng một cái, các bạn đi học với tâm lý chẳng hạn, hoặc là các bạn là một cái người mà có một cái phong cách nó rất là Gypsy, nó rất là chậm rãi, nó rất là phù thủy một chút, nó rất là healing một chút, nó rừng núi một chút, nhưng mà các bạn nhẹ nhàng chậm rãi, các bạn luôn luôn kiên định, luôn luôn vững chắc, luôn luôn nuôi dưỡng, luôn luôn tỏ ra một cái phong thái nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và những cái lượng kiến thức ở bên trong của các bạn thì nó lớn, rất rất là lớn, nó không kém gì so với tụ hai cả, nó không, cái năng lượng kết nối tâm linh của các bạn rất là lớn và nó rất là mạnh. Nhưng mà các bạn sẽ chọn một cái hướng đi mà nó nhẹ nhàng hơn, mang lại cái cầu vồng đến cho cái cộng đồng của mình, mang lại cái nếu như tụ hai cảm nhận được một cái ánh sáng trắng rất là lớn và tỏa ra rất là nhiều nơi, thì cái ánh sáng mà các bạn mang tới ở tụ ba này nó mang một chút nhiều màu hơn, nó mang một chút cầu vồng, nó mang một chút trôi chảy, nó mang một chút nhẹ nhàng hơn như thế này. Có thể là cái hướng tiếp cận của các bạn sẽ là từng người một, có nghĩa là thay vì tụ hai thì nói đến cộng đồng nhiều hơn, nói đến cái sự mà trải nghiệm những cái môi trường mà nó lớn nhiều hơn, thì các bạn sẽ đi từng người một, nuôi dưỡng tới từng một cái nhóm nhỏ một, hoặc là những cái một hai người một thôi. Cái sự truyền đạt của các bạn đến với những cái đối tượng mà nó cụ thể hơn, đi một cái hướng mà ở một cái level cá nhân hơn đối với mọi người, tiếp xúc với những cái khách hàng của mình một cách cá nhân hơn, và mang lại cái ánh sáng nhẹ nhàng hơn so với tụ hai. Thì cái việc mà chị cảm nhận được cái tất cả những cái thông điệp mà chị vừa nói nó đến từ cái đứa trẻ bên trong, thì cái đứa trẻ bên trong của bạn ở cái thời điểm này, chị cảm giác như là kể cả bước ra khỏi cái cuộc sống gia đình rồi, khi mà đến với, ý là gia đình lớn mà có bố mẹ và họ hàng anh chị em á, thì các bạn đến với những cái môi trường khác cũng như vậy. Có nghĩa là những cái môi trường mà các bạn làm việc hay là những cái môi trường các bạn đi học cũng vậy. Các bạn luôn luôn cảm thấy mình là một cái người mà rất là tách biệt với những người khác. Có nghĩa là các bạn luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó cho bản thân mình, luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó mà luôn luôn đào bới một cái gì đó nó nằm bên trong mình.
chứ không phải là khi mà mọi người đang làm việc, chứ không nói là cái khả năng làm việc nhóm của các bạn kém không, mà cái khả năng làm việc nhóm của các bạn nó không hề kém. Nhưng mà chị muốn nói ở đây rằng là các bạn không chọn cái hướng đi làm việc nhóm nhiều, các bạn không chọn cái môi trường mà ở trong một cái môi trường làm việc mà làm nhóm với nhau hoặc là có nhiều những cái bên liên quan, mà các bạn chọn đi một mình. Các bạn sẽ chọn là đi một mình thôi, vững chãi trong trong cái đế chế của mình, vững chãi trong cái ghế của mình, ngồi đó vững chãi nuôi dưỡng một mình cảm nhận cái năng lượng của một mình thôi. Và các bạn luôn luôn dành cái thời gian để mà đào bới bên trong mình, chứ không phải là đi ra ngoài kết nối với những người khác hay là tìm những cái kiến thức từ bên ngoài, mà các bạn luôn luôn đào bới trong chính cái tâm linh của mình, đào bới trong chính cái trải nghiệm của mình, trong những cái mà mình đã trải qua, trong những cái tổn thương, trong những cái bóng tối của mình, để các bạn có thể trở thành một cái người mà mang lại cái sự thông thái, mang lại cái con đường tâm linh, mang lại cái ánh sáng tâm linh dành cho người khác, bằng một cách rất là chậm rãi và vững tin. Bạn còn là một cái người rất là hào phóng, cái đứa trẻ bên trong của bạn cũng là một cái đứa trẻ rất là hào phóng, cho dù là chúng nó luôn luôn muốn kết nối với bản thân của nó, nghĩa là nó luôn luôn dành cái thời gian cho bản thân của nó rất là nhiều, và trong những cái nhóm mà ít người thôi, thậm chí là ít bạn bè, nhưng mà nó luôn luôn cảm nhận được cái hơi thở, cái màu sắc, cái ánh sáng, cái tình yêu rất là lớn đến từ vũ trụ. Nó không cảm thấy cô đơn, chỉ có cảm giác như là ở cái thời điểm này nó không còn cảm thấy cô đơn nữa, và nó biết rằng là nó hưởng thụ cái khoảng thời gian chất lượng của mình ở bên những cái người mà nó thực sự yêu quý, thực sự tin tưởng, và đặc biệt là kết nối một cách mạnh mẽ với vũ trụ. Nó không còn cảm thấy cô đơn nữa ở cái thời điểm này nữa. Nhưng mà chị cũng nhìn thấy rằng là cái việc mà bạn trải qua những cái mối tình mà tổn thương á, bạn trải qua những cái mối quan hệ tổn thương á, có thể là vừa rồi bạn vừa trải qua một cái mối quan hệ mà nó không có công bằng với cái đứa trẻ bên trong của bạn, trải qua một cái mối quan hệ mà có thể là mối tình tay ba, hoặc là ở thời điểm hiện tại bạn vẫn còn đang ở trong cái tình trạng gọi là có ba bên liên quan, hoặc là ba người, hoặc là bốn bên liên quan gì đó. Nhưng mà cái việc mà cái tình huống nó đang xảy ra, hoặc là cái việc mà cái mối quan hệ tay ba nó vừa xảy ra và bạn bước ra khỏi nó ấy, nó khiến cho, không phải là bạn cái vì cái việc mà bạn bước ra khỏi nó, mà ý chị ở đây là cái việc mà bạn ở trong cái mối quan hệ đó, nó khiến cho cái trái tim của bạn rất là tổn thương. Nó là một cái vết hằn rất là sâu ở trong trái tim của bạn ở khoảng thời điểm vừa qua. Và cái đứa trẻ bên trong này, chị cảm nhận rằng là nó mất đi phần nào cái sự tự tin về cái việc là bản thân mình sẽ mang lại cái sự nuôi dưỡng cho người khác. Bởi vì ở đâu đó trong cái mối quan hệ đó, chị nhìn thấy rằng là cái đứa trẻ bên trong nó cảm giác như nó là cái người không mang lại hạnh phúc cho người khác, bởi vì nó quá khác biệt, bởi vì nó quá đặc biệt. Và nó luôn luôn có một cái ý nghĩ rằng là bởi vì nó luôn luôn đi tìm một cái gì đó bên trong nó, đi tìm một cái gì đó ở vũ trụ, cho nên nó không có cái khả năng để mang lại cái sự hạnh phúc cho người khác. Đối với một số bạn thôi nhá, đang đi trên cái con đường healer, đang đi trên cái con đường mà trở thành một cái người truyền đạt tâm linh á, thì chỉ có cảm giác là các bạn có một cái ý nghĩ như vậy, đã từng có cái ý nghĩ như vậy trong một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là trong cái thời điểm hiện tại bạn không muốn bước vào chính thức một cái mối quan hệ nào cả, bởi vì bạn cảm thấy rằng là bạn sẽ không dừng lại ở đâu cả, bạn sẽ không cảm thấy được là nhà khi ở trong một cái mối quan hệ nào cả. Bạn luôn luôn đi tìm kiếm, digging, bạn luôn luôn đào bới những cái gì đó nó sâu hơn, nó rộng hơn, nó ngoài vũ trụ, ngoài kia nhiều hơn. Đứa trẻ bên trong của bạn chỉ muốn nói với bạn rằng là hãy thả trôi nó. Các bạn đang suy nghĩ rất là nhiều, các bạn đang dè chừng rất là nhiều, các bạn đang đang có những cái suy nghĩ mà chi vừa mới nói ra, nó khiến cho cái trái tim của các bạn càng ngày càng tổn thương. Bởi vì các bạn là cái người mà cần được yêu thương nhiều gấp đôi những người bình thường. Những cái người mà đến với cái sứ mệnh này, những cái người mà họ mang lại cái tình yêu và ánh sáng dành cho người khác ấy, thì các bạn cần gấp đôi cái sự tình cảm từ phía người khác, cần gấp đôi cái sự chăm sóc, cần gấp đôi cái sự yêu thương đến từ những người khác. Mặc dù chị nói rằng là một người ở trong cái sứ mệnh này, các bạn cái điều quan trọng nhất là các bạn tự tìm thấy được cái nguồn cảm hứng, cái sự yêu thương trong chính bản thân mình. Nhưng
đâu đó các bạn vẫn cần nhiều tình yêu thương gấp đôi những cái người bình thường khác, bởi vì các bạn đã từng cảm thấy rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo, rất là tổn thương rồi, để mà trải nghiệm tất cả những cái bài học đó để đến với cái sứ mệnh này. Và đó là lý do vì sao mà đứa trẻ bên trong muốn nói với bạn rằng là bất kỳ là bạn đang ở trong mối quan hệ nào hay là tình huống tình cảm nào, đừng tự overthinking, suy nghĩ thái quá tất cả mọi thứ lên. Hãy chỉ hưởng thụ nó thôi. Cho dù nó là tình huống nào đấy chăng nữa, cho dù nó là tình huống tay 3, tay 4, hay là cho dù nó là tình huống, có thể là chị nói ra cái điều này thì các bạn cảm thấy khá là kỳ, nhưng mà chị muốn nói rằng là các bạn xứng đáng với tất cả những cái nguồn năng lượng tình cảm đó. Các bạn xứng đáng được yêu thương nhiều, các bạn xứng đáng được trải nghiệm nhiều, các bạn xứng đáng được tin tưởng và được nâng cái giá trị của mình lên nhiều. Các bạn xứng đáng được người khác value mình. Bởi vì thế mà hãy lựa chọn cái việc hưởng thụ nhiều hơn là suy nghĩ là làm thế nào để mà giải quyết cái tình huống tình cảm này. Thay vì quá tập trung vào cái việc giải quyết cái tình huống tình cảm này một cách thật là công bằng với tất cả mọi người, đó không phải là trách nhiệm của bạn. Trách nhiệm của bạn là mang lại cái sự công bằng cho chính bản thân bạn. Bởi vì bạn đã trải qua rất là nhiều những cái tổn thương, đã trải qua rất là nhiều những cái sự bất công rồi. Bởi vì thế mà bất kỳ điều gì yêu thương, những cái nguồn năng lượng yêu thương đến từ những người khác nữa mà vũ trụ gửi tới á, các bạn xứng đáng nhận được cái điều đó. Các bạn xứng đáng trải nghiệm tất cả những cái điều đó. Vì thế đừng sợ hãi. Hãy cứ thế hưởng thụ, hãy cứ thế trải nghiệm, hãy cứ thế đắm mình. Chứ không nói là mu muội, nhưng mà hãy cứ thế tắm mình trong tất cả những cái ánh sáng đó, tất cả những cái nguồn năng lượng yêu thương đó. Vì các bạn xứng đáng. Và cho đến cuối cùng, khi mà các bạn nạp được tất cả những cái nguồn năng lượng yêu thương đó rồi, các bạn sẽ là người rõ nhất mình nên làm gì. Các bạn sẽ là cái người mà luôn luôn kiểm soát được cái, không phải là kiểm soát mà các bạn luôn luôn rõ ràng trong cái việc là mình cần điều gì và những cái gì là những cái tốt cho mình. Hãy để cho vũ trụ dẫn đường cho bạn. Bởi vì khi vũ trụ đã gửi đến những cái người này, vũ trụ đã gửi đến những cái nguồn năng lượng tình cảm này, thì có nghĩa là nó có lý do. Chứ nó không phải là một cái sự trùng hợp đến để cho bạn phải giải quyết cái vấn đề này một cách đau đầu như thế. Vũ trụ gửi đến là để cho bạn hưởng thụ. Vũ trụ gửi đến là để cho bạn cảm nhận được cái sự công bằng. Vì thế hãy hưởng thụ nó. Và bạn sẽ trở thành, đừng lo về cái chuyện vật chất quá là nhiều. Ở cái thời điểm này chị thấy là bạn đang lo rất là nhiều về cái thế giới vật chất của mình. Cái năng lượng tiền bạc, cái năng lượng mà khiến cho bạn có thể tiếp tục cái cuộc sống vật chất này. Cái cuộc sống ở cái thế giới 3D này. Nhưng mà cái đứa trẻ bên trong muốn nói với các bạn rằng là hãy tin tưởng nó. Hãy tin tưởng và cho nó cơ hội được cảm nhận tình yêu đã. Khi bạn mở được cái năng lượng đó ra, cái trái tim, cái luân xa trái tim của mình, các bạn cân bằng lại được toàn bộ năng lượng của mình, các bạn chấp nhận bước qua cái hành trình mà đang được vũ trụ thôi thúc này, thì vũ trụ sẽ got your back. Vũ trụ sẽ đỡ bạn. Như chị nói, như ở tụ ba vừa hôm trước, nếu như các bạn tụ ba hôm trước chọn tụ ba này, thì hãy tiếp nhận tất cả những cái nguồn năng lượng tình cảm đó, những cái sự chúc mừng, những cái mà món quà đến từ người khác đó, những cái sự hào phóng đến từ người khác dành cho bạn, những cái món quà hoặc là những cái số tiền đến từ người khác. Bởi vì sắp tới bạn sẽ còn nhận được rất là nhiều những cái vật chất xứng đáng với cái con đường của bạn. Bởi vì vũ trụ nghe thấy cái lời cầu nguyện của bạn, bởi vì vũ trụ đáp lại cái tần số hạnh phúc của bạn. Ok, đó là tất cả những gì mà chị dành cho các bạn tụ ba ngày hôm nay. À, một năng lượng rất là tuyệt vời, một cô The Empress. Bạn sẽ là cái người nuôi dưỡng cái thế giới này, nuôi dưỡng cái loài người này bằng tất cả những cái khả năng, bằng tất cả, kể cả là trong việc mà các bạn, nếu như có bạn nào đó đang học thiền hoặc là đang tiếp tục luyện tập cái con đường thiền định của mình á, thì trong lúc mà các bạn thiền á, các bạn đã vô tình hay cố ý đều là cái hoạt động các bạn nâng tần số của loài người lên, các bạn nâng tần số của cái trái đất này lên. Vì thế mà các bạn nuôi dưỡng cái trái đất này kể cả khi mà các bạn không để ý tới nó. Một năng lượng rất là tuyệt vời. Và chị mong rằng các bạn sẽ luôn vững tin đi trên cái con đường này của mình.
bởi vì đây là một cái con đường mà xứng đáng với các bạn. Qua tất cả những cái gì mà các bạn đã phải trải qua, các bạn đang tìm lại được cái nguồn cảm hứng dành cho mình để bắt đầu một cái cuộc sống mà nó xứng đáng và công bằng với bạn hơn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những bạn đã xem từ đầu video đến cuối video. Và cảm ơn tất cả những bạn mà đã chọn tụ là đến với cái video clip này ngày hôm nay. Sau cái video clip này, Chi sẽ làm một cái video clip về tình cảm, về chọn tụ bài dành cho tình cảm. Đáng lẽ là hôm nay Chi cũng sẽ chọn một cái chủ đề tình cảm, nhưng mà không biết là tại sao Chi có một cái sự thôi thúc rất là lớn về cái việc là làm cái thông điệp từ đứa trẻ bên trong, những cái tổn thương từ đứa trẻ bên trong á, dành cho các bạn trên cái con đường này. Cho nên là hãy enjoy video và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Enjoy cả một tuần thật là hạnh phúc và nhiều năng lượng. Tiếp tục vững tin đi trên cái con đường của mình ha. Ok, chào tất cả mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người. Bây giờ Chi sẽ chuẩn bị đi về nhà. Chào tạm biệt mọi người.